Chùa Viên Minh tọa lạc tại số 1 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2 thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Khu viên chùa có hai tôn tượng màu trắng nổi bật. Bên phải là tượng Phật Đài Thích Ca, cao khoảng 7 mét, rất uy nghiêm, tráng lệ. Bên trái là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đứng trên đài sen, cao tầm 3 mét, có hạt chầu hai bên. Chùa Viên Minh có diện tích khoảng 3.000 m², ban đầu là một miếu thờ quan công. Theo thời gian, miếu thờ này được trùng tu và xây dựng lại trở thành một ngôi chùa. Đến năm 1951, chùa được xây cất lớn hơn và quá trình xây dựng này kéo dài đến năm 1959. Năm 2002, chùa được đại trùng tu để có được diện mạo và những nét cổ kính của kiến trúc thế kỷ 20 như ngày nay. Chánh điện của chùa được bài trí trang nghiêm với tông màu sắc trắng. Điểm đặc sắc nhất là hai bức tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà có cốt bằng nan tre. Ngày nay, chùa Viên Minh được nhiều người biết đến và hiện đã trở thành một địa điểm hành hương du lịch nổi tiếng của tỉnh Bến Tre.